Hân hạnh chào đón quý khách trên chuyến bay của Bamboo Airways, hãng hàng không của sự. Welcome aboard Bamboo Airways, the airline of hospitality. Kính thưa quý khách, vì an toàn của chuyến bay, kính mời quý khách theo dõi hướng dẫn về an toàn trên máy bay. Ladies and gentlemen, for the safety of the flight, may we have your attention for the safety demonstration. Khi đã lên máy bay, đề nghị quý khách không hút thuốc dưới mọi hình thức. Once on board, any type of smoking is strictly prohibited. Thiết bị điện tử phải được tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ máy bay trong suốt hành trình bay. Electronic devices must be turned off or switched to flight mode during the flight. Khách lưu ý không sạc pin các thiết bị điện tử trong quá trình máy bay lăn, cất và hạ cánh. Charging electronic devices is not allowed during taxi, takeoff and landing. Trong quá trình máy bay lăn, cất và hạ cánh, quý khách cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, đóng bàn ăn, xếp gọn chân ghế và màn hình. During taxi, takeoff and landing, you are requested to fasten your seat belt, set your seat back upright, secure the tray table, footrest and monitor. Quý khách đặt hành lý trong ngăn đựng phía trên hoặc xếp gọn dưới ghế phía trước. Carry-on luggage is requested to be stored under the seat in front of you or in the overhead lockers. Không để hành lý trên lối đi, khu vực cửa thoát hiểm, dưới chân các vách ngăn và phía sau chân của quý khách. The aisle as food, the area under feet pocket and behind your legs must be clear of any luggage. Quý khách cài dây an toàn trong suốt thời gian bay và khi đèn hiệu cài dây an toàn được bật sáng, dây an toàn được cài như sau: cài hai đầu khóa vào nhau. Nếu vai ghế có thêm một đầu dây móc, quý khách bắt chéo dây ngang người, cài đầu móc vào khóa, kéo một đầu dây để siết chặt và mở bằng cách nhấc hoặc bấm đầu khóa. Nếu quý khách đi cùng trẻ em hoặc cần dây an toàn nối dài, vui lòng liên hệ với tiếp viên hàng không để được trợ giúp. Quý khách vui lòng cài dây an toàn và để dây trong tầm nhìn để tiếp viên hàng không kiểm tra an toàn quan khách. Distribution of infant seat belts or extension belts will be provided by the cabin crew. Please make sure your seat belts are fastened and visible to the cabin crew. Whenever the seat belt sign is on, please fasten your seat belt and keep it while you are seated. Your safety belt is fastened like this. Insert the metal buckle into the order for an additional shoulder belt. Cross the belt in front of your body. Then hold the metal buckle into the lock. Tighten by pulling the strap and fasten by lifting the buckle or pressing on the lock. Trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ rơi xuống từ phía trên ghế ngồi và trong phòng vệ sinh. Quý khách kéo mạnh mặt nạ để có dưỡng khí, đeo mặt nạ lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu, siết chặt. In case of decompression, oxygen masks will be released from the cabin ceiling and in the lavatory. Pull the nearest mask firmly downward to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth. Wear the plastic band over your head. Then tighten it. Quý khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi giúp trẻ em và các hành khách khác cuối cùng cần giúp đỡ. Please put on your own mask first, then have the children and anyone nearby who may need the assistance. Trong trường hợp thoát hiểm, hệ thống đèn chỉ lối thoát hiểm sẽ dẫn quý khách đến cửa thoát hiểm. In case of evacuation, the emergency light system will guide you to emergency exits. Thoát hiểm, hai cửa phía trước, bốn cửa ở giữa và hai cửa phía sau. Quý khách lưu ý xác định cửa thoát hiểm gần nhất và các biển báo chỉ dẫn. In the cabin, there are 8 exits, 2 at the front, 4 at the middle, and 2 at the rear. Please identify your nearest emergency exits with marked signs. Quý khách đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt trong túi ghế phía trước hoặc ngang bên cạnh. And now, please read the safety briefing card in the seat pocket in front of you or next to your seat. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý khách. Chúng tôi rất mong quý khách sẽ có trải nghiệm an toàn và thú vị trên các chuyến bay của Bamboo Airways. We thank you for your attention and we hope you have a great time on board with Bamboo Airways. Thank you for watching. Goodbye.